Công an tỉnh vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu luật căn cước trong công an tỉnh và các tập thể có thành tích cao trong thu nhận căn cước cho lứa tuổi từ 0 đến 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. Đại tá Trần Minh Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì buổi lễ. Trong thời gian qua, để công tác triển khai thi hành luật căn cước năm 2023 đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch để triển khai luật căn cước và phát động đợt thi đua cao điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước, định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 17 tháng 8, toàn tỉnh đã có 61 trên 184 đơn vị công an cấp xã đã xuất sắc tham mưu hoàn thành công tác cấp căn cước cho 100% công dân trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi trên địa bàn. Bên cạnh đó, qua hơn 3 tháng triển khai cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 111 bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh. Trong đó đã lựa chọn được 26 bài thi có chất lượng tốt nhất để ban tổ chức trao giải. Trong đó đã chọn một bài đạt giải nhất tập thể và một bài nhất cá nhân dự thi cấp bộ. Kết quả, bài dự thi của tập thể Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đạt giải nhì cấp bộ. Theo đánh giá, cuộc thi đã đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ mà kế hoạch tổ chức cuộc thi của Bộ Công an đề ra, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Minh Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước, định danh điện tử cho công dân và các tập thể cá nhân xuất sắc đạt giải. Đồng thời biểu dương các đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động, tổ chức thành công cuộc thi. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan đơn vị về tiện ích của thẻ căn cước và định danh điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các giao dịch điện tử, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn công dân đăng ký cấp căn cước qua cổng dịch vụ công bằng tài khoản VNEID. Các đơn vị tích cực hơn nữa khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai thu nhận hồ sơ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, định danh điện tử của công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 31 tháng 10 năm 2024. Kết thúc cuộc thi, có 13 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết tìm hiểu luật căn cước trong công an tỉnh, được ban tổ chức trao thưởng. Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng giấy khen cho 61 tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước, định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.